Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming. Và có lẽ là đến thời điểm này nhiều bạn đã biết được một cái sự thật nó khá là phũ phàng. Đó là phiên bản OB20 chúng ta sẽ bị lùi ngày ra mắt. Vâng, sáng nay nhiều bạn đã phát hiện ra là cái vòng quay vàng này, vòng quay nhân vật cũng như là vòng quay xưởng chế tác đã được cộng thêm 14 ngày. Vâng, bình thường ấy là chúng ta chỉ còn 24 giờ nữa là chúng ta sẽ đến với phiên bản OB20. Tại vì là khi mà cái vòng quay vàng kết thúc nhá, bất ngờ sáng nay thì vòng quay vàng lại cộng thêm 14 ngày. Vâng, chỉ ông anh em quá trí luôn, vòng bay vàng cộng thêm 14 ngày, vòng quay xưởng chế tác cộng thêm 14 ngày, vòng quay nhân vật cộng thêm 14 ngày. Đây là ba cái vòng quay mà thường nó sẽ đánh dấu cái ngày mà ra mắt phiên bản OB mới, nhưng mà đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Free Fire sau 20 phiên bản thì đây là một phiên bản đầu tiên mà có một sự lùi ngày. Và một sự lùi ngày mà hoặc là hoàn toàn là không báo trước một chút nào. Thì ở bên Ghana của một nước nào đó tôi không rõ nữa thì đã có cái đưa ra thông tin chính thức về vấn đề là tại sao mà phiên bản OB20 lại bị lùi ngay. Bởi vì là cái studio mà thực hiện cái game Free Fire này thì họ ở bên Trung Quốc, mà các bạn biết ở bên Trung Quốc thì đang là tình hình dịch bệnh virus corona, cái bệnh viêm phổi Vũ Hán nó đang rất là hoành hành. Và đó lý do vì sao mà bây giờ ở bên Trung Quốc thì đa số tất cả nhân viên thì họ đều phải làm việc online, tức là làm việc trên mạng thôi. Đó, và các bạn tìm ở trong tất cả những cái mục thông báo hay là những cái mục sự kiện này trong game thì hoàn toàn là chỉ có thông tin về sự kiện Valentine của Việt Nam, chứ hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến update phiên bản mới. Mà sáng nay thì cái server test của phiên bản OB20 thì cũng đã đóng lại rồi. Thường là server test đóng lại là server chính là sẽ cập nhật phiên bản OB20. Nhưng mà đến thời điểm này thì chúng ta lại phải chờ thêm 14 ngày nữa, tức là đến ngày 26 tháng 2 thì chúng ta mới đến phiên bản OB20. Và không biết là với tình hình dịch bệnh hiện tại thì OB20 có đến tay game thủ hay không, hay là những nhân viên của Gaina họ sẽ cần thêm nhiều thời gian hơn để có thể hoàn thiện phiên bản OB20 này. Các bạn biết là ngồi nhà làm việc thì nó rất là khó. Và ngồi nhà làm việc thực sự nó rất là khó. Ngày xưa thì tôi đi làm, tôi biết là ở nhà làm việc thì nó năng suất nó chỉ còn là 1/5 so với bình thường thôi. Thì kể từ khi mà cái dịch bệnh virus corona nó lan tràn ở bên Trung Quốc, cũng như là có những cái trường hợp bị mắc bệnh thì ở trên toàn thế giới, thì ở ngay ở bản chân trong game Gaina thì cũng đã đưa ra rất là nhiều cảnh báo. Ví dụ như là những cái vấn đề mà nhắc nhở chúng ta là đi đâu thì chúng ta nhớ là về là phải đi thì phải đeo khẩu trang này, phải khẩu trang xong rồi chúng ta phải rửa tay trước khi mà đi ở ngoài đường về, và rửa tay bằng nước rửa tay khô hoặc là rửa tay bằng xà phòng, nhớ là phải đeo khẩu trang. Thì trong Gaina Free Fire thì cũng đã có rất là nhiều những cái chương trình. Ví dụ như là bên Việt Nam của chúng ta thì mấy hôm trước cũng có cái sự kiện là phát free mấy cái khẩu trang ở trong game. Vâng, mặc dù là chơi game thôi nhưng mà chúng ta cũng phải nâng cao cái tinh thần để làm sao mà không bị nhiễm phải virus corona. Đó thì đây là một thông tin mà có lẽ là các bạn sẽ cảm thấy khá là buồn. Tại vì là giống như tôi vậy, tôi đã chờ 2 tháng. Vâng, cái phiên bản OB19 ta chơi 2 tháng rồi. Và bây giờ chúng ta đang chuẩn bị sang OB20 để chơi cái bản đồ đảo sa mạc, cũng như rất là nhiều tính năng mới ở phiên bản OB20. Và bên Gaina Việt Nam tranh thủ giảm giá 30% mấy cái khẩu trang nữa ở trong game nữa. Khôn phết anh em ạ. Và thôi chúng ta quay trở lại vấn đề chính đi. Ở trong phiên bản OB20 thì ngoài những cái thông tin mà mình đã đưa đến cho các bạn thì có một số thông tin hay ho nữa mà trong cái bản tin này mình sẽ cập nhật cho các bạn luôn. Đầu tiên nó là một cái tính năng mới mà chỉ riêng nhân vật Kelly có, nó mang tên là tính năng thức tỉnh. Thì tính năng thức tỉnh này thì các bạn sẽ có thể làm một số những cái nhiệm vụ của nhân vật Kelly, và sau đó thì các bạn sẽ được unlock, và bạn sẽ được mở khóa một nhân vật Kelly hoàn toàn mới nhá. Vâng, các bạn gọi là Kelly 2 cũng được, mà là gọi là Kelly mới cũng được. Và nhân vật Kelly mới này thì xinh hơn so với nhân vật Kelly cũ. Đấy, cái điều đấy nó lại quan trọng. Và cái kỹ năng của cái nhân vật Kelly mới này nó khác hoàn toàn so với kỹ năng của nhân vật Kelly cũ. Nếu như mà cái nội tại của Kelly cũ của chúng ta đó là tăng tốc độ chạy thêm 6% ở cấp cao nhất, thì cái nội tại mới của Kelly này là khi mà chúng ta di chuyển 7 giây mà không
bắn bất kỳ một cái gì thì cái phát bắn tiếp theo của chúng ta sẽ tăng 110% sát thương. Ví dụ như các bạn bắn đối phương 40 sát thương ở viên đạn đầu tiên thì cái viên đạn đó sẽ là 44 sát thương. Và chúng ta sẽ để mà có thể mở khóa cái Kelly, nhân vật Kelly mới này, chúng ta sẽ buộc là phải làm đủ tất cả nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên đó là trong tất cả chế độ thì chạy 600 km nhá, và một quãng đường cũng không dài cũng không ngắn. Trong toàn bộ chế độ thì phải hạ gục được 200 kẻ địch. Ui cầy cái này thì phải gọi là căng đét luôn. Cái này nó cũng giống như là kiểu chúng ta cầy thông thạo của một số những cái tựa game MOBA khác vậy. Vâng, hạ 200 kẻ địch. Ví dụ như mỗi trận bạn giết được khoảng 2 mạng thì bạn mất 100 trận. Và trong toàn bộ các chế độ thì đạt Buya 20 lần, tức là chúng ta phải về top 1 được 20 lần. Cái này thì có lẽ nhiều bạn làm được. Và ghép đội với bạn bè và hoàn thành 100 trận, tức là phải chơi cùng với bạn bè 100 trận. Tức là mở được cái mở khóa như là Kelly này nó cũng mệt mỏi đấy anh em ạ. Vâng, và đó là cái thông tin về Kelly. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái đồ mới, nó là cái mặt nạ phòng độc. Thì cái mặt nạ phòng độc này thì tất nhiên là không phải để chống virus corona ở trong game, tại vì game là game mà ngoài đời là ngoài đời. Cái vật phẩm này sẽ giúp chúng ta vừa tăng máu, vừa tăng EP và vừa chạy vừa hồi máu được, mặc dù nó chỉ hồi có 25 máu mà thôi. Thì đây là một cái vật phẩm khá là hay. Cái này trong tiếng Anh là Inhalador, và nó là cái mặt nạ phòng độc. Thì chúng ta vừa có thể bơm được cái EP, vừa bơm được HP và vừa đi vừa bơm được. Và vừa chạy vừa bơm máu được. Thì đây cũng là một cái vật phẩm khá hay mà sẽ được bổ sung trong MOBA 20. Ok, chúng ta sẽ có thêm những cái đồ gì trong MOBA 20? Thì đây cũng là một tính năng rất là hay. Ở trong MOBA 20 thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện mà nó chuẩn bị diễn ra, đó là sự kiện liên kết giữa hai trò chơi, đó là Free Fire cũng như là Ragnarok Online. Thì thông qua cái ảnh quảng bá của cái sự kiện này, thì hôm trước mình cũng đã nói về cái sự kiện mà liên kết giữa hai tựa game rất là nổi tiếng này. Thì bên Ragnarok thì họ sẽ có một cái con pet, tức là con Poring, đó là con màu hồng của góc bên tay trái màn hình. Ngoài ra thì có vẻ như Free Fire chúng ta sẽ có một số những cái trang phục mà mang gọi là cái hiệu ứng, giống như là mang hình ảnh của game Ragnarok, như là hai cái hình mà chúng ta được nhìn thấy trên màn hình. Chúng ta nhìn thấy đây là hai nhân vật ở trong cái game nhập vai Ragnarok này, tuy nhiên thì nó lại cầm cái con dao, và con dao này là con dao đặc trưng của Free Fire. Đó, thì đây cũng là một trong những sự kiện rất là lớn mà sẽ chuẩn bị diễn ra ở bên Gaina Free Fire. Thì không biết là cụ thể là sự kiện này nó sẽ diễn ra như nào, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là nhiều đồ và liên quan giữa hai tựa game, cũng như là chắc chắn là sẽ có một con pet mới, tức là con pet Poring. Một trong những cái đồ mà nó được hé lộ mà liên quan ở trong cái sự kiện liên kết này thì đó là một cái mũ. Trong cái mũ này trông như cái condom ấy. Và trong cái mũ này trông nó rất giống cái gì đó, và cái mũ này thì nó sẽ là con Poring được úp lên đầu một nhân vật của Gaina Free Fire. Thì những cái sự kiện liên kết như thế này thì là một điều rất là phổ biến. Ví dụ như là game PUBG đợt trước thì cũng đã có một sự kiện liên kết với game Resident Evil, và đó là một sự kiện liên kết rất thành công. Ngoài ra thì bên PUBG có liên kết với DC Comics. Trong khi đó thì bên Gaina Free Fire thì cũng đã từng liên kết với rất là nhiều những cái yếu tố khác về những cái tựa game khác nhau, và đó là những cái rất là thú vị mà sẽ ra mắt ở trong thời gian tới. Ok, đó lẽ là cái ngày 14 tháng 2 sắp đến rồi, và không biết là các bạn trên kênh của Ria Gaming thì đã tặng quà gì cho người yêu chưa. Và các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó là cái tấm ảnh quảng bá ở bên server Đài Loan cho hai cái trang phục sắp ra mắt trong Gaina Free Fire. Nhưng mà nói nhỏ các bạn một chút là đây không phải trang phục các bạn cầy được đâu. Và cái trang phục mà cầy được trong sự kiện là trang phục khác cơ. Và còn đây là hai trang phục mà sẽ ra mắt ở trong vòng quay may mắn, và đây sẽ là một vòng quay may mắn đôi. Và tức là với giá 400 kim cương ở server Việt Nam, và sau đó thì chúng ta quay mệt nghỉ. Và ngoài ra thì có hình ảnh khẩu súng AK-47 mới nữa. Ok, và đây mới là cái bộ đồ mà chúng ta có thể cầy được miễn phí. Và cái này thì cũng ra mắt ở trong server Việt Nam rồi, và chúng ta đã nhìn thấy rồi, thu thập loa như là tai nghe để có thể đổi được cái bộ này. Thì cái bộ này mới là bộ miễn phí nhá, còn bộ trước là bộ quay mất ra tiền. Các bạn nhìn thấy chất lượng hai cái đồ trông nó khác nhau là biết rồi. Ok, và tiếp theo đó là thông tin mà các bạn nào mà yêu thích AK thì sẽ khá là khoái khi mà chúng ta sẽ có một khẩu AK mới, đó được gọi là khẩu AK gì đó. Tôi nghĩ là khẩu AK này sẽ dịch là AK thần tình yêu. Và sau khi mà chúng ta đã có một dàn AK, rất nhiều khẩu AK ra mắt, thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một khẩu AK tiếp theo. Và khẩu AK này thì hứa hẹn là nó cũng sẽ gọi là rất hot, giống như là khẩu AK thần khẩu Scar thần tình yêu. Khẩu này thì tăng cái gì? Khẩu này tăng 2 độ chính xác. Vâng, theo tôi biết thì nó tăng 1 sát thương, 2 độ chính xác, nhưng mà giảm đi 1 băng đạn. Thì đây cũng là một trong những cái khá là thú vị của cái vũ khí này. Nó sẽ tăng 2 độ chính xác anh em nhá. Và với cái AK mà tăng 2 độ chính xác, ui thì vuốt tâm nó phải gọi là, với cái khẩu AK thần tình yêu này thì vuốt tâm thì nó cứ phải gọi là ác chiến luôn. Vâng, tay cầm 3 xong lại 2 độ sát thương, tức là 2 độ chính xác. Ui, quá ngon lành anh đào luôn. Và với những bạn nào mà thích kiểu ke đầu ấy thì khẩu AK này nó chuẩn luôn. Thêm một thông tin nữa
thì ở trong phiên bản OB20 thì có vẻ như là cái thẻ tạo phòng sẽ được bán ở trong Ghana Wi-Fi với giá bao nhiêu kim cương đó. Và với cái việc mà cái thẻ tạo phòng được bán ở trong Ghana Wi-Fi này thì mọi thứ nó sẽ khá ổn dành cho những cái bạn nào mà thích tham gia tổ chức custom hoặc là thích những cái giải đấu mà không phải quá lo về vấn đề là phải đi mượn ác nọ kia. Nói chung là các YouTuber thì ngày nào cũng có thể tổ chức custom được. Vâng, với việc là bỏ ra một ít kim cương, mình nghĩ là cái thẻ này bán độ khoảng 50-100 kim cương là ok. Ok, và đó là những thông tin của mình, bản tin liên quan đến việc OB20 bị hoãn cũng như là rất nhiều thông tin hay ho liên quan Free Fire sẽ làm ăn thời gian tới. Các bạn thích cái bản tin như này, các bạn đừng quên để lại cho Ria Kim một like, một subscribe nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.